Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 thành công, chính quyền non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn. Một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng lúc này chính là xây dựng đời sống mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc. Trong hoàn cảnh đất nước vừa bước vào cuộc kháng chiến còn muôn vàn khó khăn, là lãnh tụ tối cao của dân tộc và cách mạng, dù phải tập trung trí lực để giải quyết những vấn đề cần kíp liên quan đến sự sống còn của Tổ quốc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành tâm huyết cho việc xây dựng đời sống mới. Để hiện thực hóa các mục tiêu của phong trào này, ngày 3 tháng 4 năm 1946, Bác đã ký thành lập Ủy ban Trung ương Vận động Đời sống mới. Sau đó, ngày 20 tháng 3 năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Bác đã viết tác phẩm Đời sống mới để lãnh đạo chỉ đạo phong trào. Ngoài lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, gần 5.800 từ, trình bày theo cách hỏi đáp. Trong tác phẩm này, những vấn đề từ mục đích, nội dung xây dựng đời sống mới liên quan đến từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới được Bác đề cập một cách ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Trong tác phẩm Đời sống mới, Bác nêu lên bổn phận, trách nhiệm khi tham gia xây dựng đời sống mới của mỗi người, mỗi cơ quan đơn vị trên 5 phương diện: cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại và cách làm việc. Nội dung cốt lõi của việc xây dựng đời sống mới là thực hành cần kiệm liêm chính. Bác nhắc nhở, đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm, cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Làm thế nào cho đời sống của dân ta vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn, đó là mục đích của đời sống mới. Và để nhân dân nhận thức đúng và thực hành tốt đời sống mới, Bác yêu cầu phải tuyên truyền, giải thích và làm gương. Nếu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 70 năm trước đã tạo nên động lực to lớn thúc đẩy kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, thì ngày nay, lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều nét đẹp văn hóa mới trong chế độ xã hội chủ nghĩa đang hình thành và thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Diện mạo nếp sống mới đã và đang lan tỏa trong mỗi gia đình, nhà trường, công sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn và xây dựng văn minh đô thị đã góp phần làm thay đổi bộ mặt mỗi làng quê, góc phố. Đời sống vật chất, tinh thần của đa số nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã no đủ, phong phú hơn xưa. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hiện tượng rườm rà, phô trương, lai căng, vô hình chung làm cản trở con đường xây dựng đời sống mới hiện nay. Mục đích của đời sống mới, nói như Bác, là làm cho đời sống của dân ta vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Nhưng để đạt được điều đó, ngoài việc tuyên truyền giải thích để nhân dân hiểu, thì cán bộ đảng viên phải cố gắng làm kiểu mẫu và tốt nhất là miệng nói, tay làm gương cho người khác bắt chước. Thưa quý vị và các bạn, đời sống mới thể hiện tư duy đổi mới và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đời sống mới và thực hành đời sống mới chẳng những nêu cao đạo đức mà còn làm sáng tỏ, đảm bảo đạo đức cho kinh tế, chính trị, cho trong sạch, liêm khiết bộ máy của con người trong bộ máy, thấm sâu trong các mối quan hệ với dân, với người, với việc, với toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng.